Chào mọi người, tôi tên là Ngọc Hạnh. Tôi năm nay 28 tuổi. Lúc chưa lấy chồng thì ở với bố mẹ tôi là hạnh phúc, nhưng khi lấy chồng tôi thành bất hạnh bởi nhà chồng tôi toàn những người đặc biệt. Chồng tôi tên Long, hơn tôi 2 tuổi, tính anh hiền lành, tốt tính. Lúc yêu tôi nghĩ đơn giản, chỉ cần chồng tôi yêu thương tôi, hết lòng với tôi là được. Nhưng khi cưới về rồi tôi mới biết, mọi chuyện không hề đơn giản như thế, bởi gia đình chồng tôi khá là phức tạp lại đông người sống chung một nhà căn nhà ba tầng nhỏ nhưng ba gia đình ở tầng một là bố mẹ chồng tôi ở tầng hai là chị chồng tôi và anh rể thêm hai đứa cháu còn tầng ba là vợ chồng tôi vì ở chung nhà nên cả nhà tôi ăn chung mới kể thôi nhưng chắc chắn mọi người đã hiểu được cuộc sống của nhà chồng tôi nó phức tạp thế nào rồi đúng không ạ ngày cưới bố mẹ tôi cho tôi hai cây vàng còn bố mẹ chồng chỉ cho hai chỉ ngay ngày hôm sau mẹ chồng đã lên tận phòng tôi bà ngồi nói chuyện tâm sự với tôi hạnh à mẹ bảo này dạ mẹ bảo con gì à tiền với vàng cưới của hai vợ chồng đâu đưa cho mẹ đi mẹ trả nốt chỗ tiền làm cỗ còn vàng thì mẹ cất cho tôi biết ngay mà vì lúc ở nhà tôi nghe các chị tôi nói rồi nên tôi tỉnh đòn lắm vàng bố mẹ tôi cho tôi tôi tự giữ được đâu cần ai giữ hộ đâu chứ tôi liền nói Vàng đó bố mẹ con cho con mượn thôi ạ à. Cưới xong phải đem trả cho mẹ con mà Còn tiền cỗ thiếu bao nhiêu Thì con chở mẹ sang nhà bác lâm rồi trả nốt mẹ ạ à. Mẹ chồng tôi sầm mặt lại Rồi vùng vàng đi về phòng Ngay sáng hôm sau Tôi mang vàng sang gửi mẹ đẻ luôn Bởi tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm Đang rình rập xung quanh mình rồi Chiều hôm sau đi làm về Tôi thấy tủ quần áo, đồ đạc Xáo trộn hết lên Chồng tôi cũng không biết vì anh cũng mới đi làm về Tôi mới đi xuống nhà hỏi mẹ chồng Thì bà chối bay chối biến Thế nhưng đứa cháu con nhà chị chồng Nó lại mách tôi là bà ngoại vào phòng lục đùa của tôi Tôi bắt đầu thấy khó chịu với bà mẹ chồng của tôi rồi Nhưng tôi nhẫn nhịn Tôi không muốn cãi nhau với mẹ chồng đâu Hơn nữa vợ chồng vừa mới cưới xong mà Chị chồng tôi tên Nga Năm nay 35 tuổi Có hai đứa con cũng lớn rồi Nhưng tính chị lại lười quá Cũng chính vì lười mà chị không thể ở nhà chồng nên chị mới phải lôi vợ chồng con cái về nhà đẻ ở Mà cái tính lời của chị Ngoài mẹ chồng tôi ra Thì không có ai có thể chịu đựng nổi Tầng 2 là phòng vợ chồng chị Mà quần áo chị vắt đầy cầu thang Trong nhà Quần áo, giày dép để lung tung Đồ đạc bầy khắp phòng Cả trên giường ngủ chị cũng để đầy các thứ cô hôm đi vào phòng chị Mà tôi không biết phải ngồi ở chỗ nào nữa Cả đồ ăn chị cũng để ở trên giường luôn Thấy hai đứa bé ngồi ăn vải trên giường Tôi mới nói Hai đứa xuống đất ăn đi Ăn trên giường thế tối ngủ kiến đốt đấy Tôi nói thế mà chị Nga lại gạt ngay Không sao đâu Hai đứa cứ ăn đi Không có kiến đâu mà sợ Dù không có kiến đi chăng nữa Nhưng chị cũng phải dạy các cháu Cách ăn uống sao cho đúng chứ chị Mình phải rèn các con từ nhỏ Để các con lớn lên làm gì cũng theo nề nếp chứ chị Thế là chị Nga gắt lên với tôi Em chưa có con Mà em nói hay thế có phải là em đang dạy đời chị không? không phải đâu chị, em chỉ đang góp ý với chị thôi ạ. À. chị không cần em phải góp ý nhá. chị hơn em bao nhiêu tuổi, chị đâu phải là gái mới lớn đâu mà cần em phải dạy. em cứ lo cho cái thân em đi đã. từ lúc đó tôi không muốn góp ý gì thêm nữa. càng ngày cuộc sống ở nhà chồng tôi càng thêm hỗn độn. chị nga không những bẩn mà lại còn lười. chị ấy ở nhà, thế nhưng buổi trưa ở nhà ăn cơm chị ấy không bao giờ rửa bát. Chiều nào tôi về tôi cũng phải rửa Nên hầu như ngày nào Nhà chồng tôi cũng ăn cơm bằng bát đũa ướt Không phải một hai lần Mà hầu như là cả tháng Tôi vừa nấu cơm Vừa tranh thủ rửa bát buổi trưa của mọi người Tôi có nhắc khéo với mẹ chồng Mẹ à Mẹ ở nhà thì mẹ nhắc chị Nga rửa bát buổi trưa đi Tối về bát đũa mới khô ráo chứ mẹ Chứ bây giờ con rửa bát Lát nhà mình lại ăn bát đũa ướt đó mẹ Mẹ chồng tôi liền nói Ướt thì lấy giấy mà lau Có thế thôi mà cũng phải nói Ích kỷ Tôi bực quá liền nói Thế mẹ lấy giấy lau giúp con với Con đang dở tay À bây giờ con sâu sai cả mẹ chồng luôn đấy Thế giờ cô lên làm mẹ tôi luôn đi Mẹ nói như vậy thì con không biết phải nói sao nữa Nhưng con thắc mắc một điều Là từ xưa tới giờ Nhà mình có truyền thống ăn trưa là không rửa bát hả mẹ Mẹ chồng tôi nhìn tôi hậm hực Cô đang hỏi đều tôi đấy à Không Con hỏi thật lòng mà mẹ Ừ nhà tôi là như vậy đấy Cô ở được thì ở mà không ở được ấy thì về nhà cô mà ở. Chứ cô đừng có mà bắt nhà tôi phải thế này thế nọ, cô hiểu chưa? Tất nhiên là con hiểu, nhưng con đang lo cho sức khỏe của mẹ thôi ạ. À. Mẹ lên mạng mà tìm hiểu đi nhé. Riêng bát đũa chúng ta dùng hàng ngày phải được rửa sạch sẽ, để khô ráo rồi hãy dùng mà mẹ. Bởi khi mình dùng bát đũa ướt, rất nhiều vi khuẩn sẽ xâm nhập vào mà đối tượng sẽ bị bệnh, thường là người già và trẻ nhỏ đó mẹ. Cô nói tào lao nó vừa thôi. Con không có nói tào lao kể cả nhà ở của chúng ta nữa mẹ nhé. Nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng thoáng mát, chứ nhà cửa ẩm thấp bẩn thỉu cũng không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta và có thể chúng ta sẽ không phát bệnh ngay đâu, mà sẽ dần dần ngấm dần rồi tích tụ trong cơ thể của chúng ta đó mẹ. Mẹ chồng tôi vốn rất sợ bệnh nên bà im, không nói tôi nữa. Từ ngày hôm sau đi làm về, tôi không phải rửa bát chưa nữa, mà bát đũa đã được rửa sạch sẽ thậm chí còn được phơi nắng cho khô luôn từ trưa rồi tôi đứng nấu cơm dưới bếp nghe rõ mẹ chồng tôi chửi chị nga ở trên tầng con này dậy dọn phòng đi nhìn xem có giống cái chuồng chó không hả dậy đi suốt ngày chỉ nằm ị xác ra đó thôi sao tự dưng mẹ bắt con dọn phòng thế phòng con bao lâu nay vẫn thế mà có sao đâu chứ từ bây giờ phải sạch sẽ ngăn nắp không bừa bộn nữa dậy mau lên bị mẹ mắng và bắt dọn nhà Chị Nga khó chịu không muốn dọn dẹp Nên cứ nằm ỉ ra đó Mà nói thật là chị ấy quá lười luôn Dọn phòng của vợ chồng con cái nhà chị ấy Mà chị còn không dọn Thì nhà chung chắc chị sẽ chẳng bao giờ mó tay vào luôn Mẹ chồng tôi cầm cái chổi lên đưa cho chị Dậy đi Xếp quần áo gọn gàng vào Rồi lau cái phòng đi Ở cho nó sạch sẽ vào Mày lười vừa thôi Nga Bao lâu nay có sao đâu Sao giờ mẹ lại như vậy chứ Dậy đi dọn sạch sẽ không bẩn thỉu nhiều vi khuẩn nó sinh ra bệnh tật đấy dậy đi con mệt lắm hay là mẹ dọn cho con luôn đi mày không dậy á tao đổ nước vào đầu mày đấy dậy nhanh lên chị nga bực quá gắt lên mẹ lại nghe vợ thằng long xúi dục chứ gì bao năm vẫn thế thì không sao giờ nó về một cái là mẹ thay đổi ngay con là con đẻ của mẹ đấy con đẻ nói thì mẹ không nghe mẹ lại đi nghe con dâu nói dọn cái phòng của mày chứ dọn phòng ai mày mày cãi nhiều thế hả con nói rồi con không thích Mày cứ bắt con làm làm gì Thế bây giờ mày có dọn không Nếu mày không dọn ý, Thì mày ra ngoài thuê trọ mà ở Cho nó tự do thoải mái đi Lúc đó ra có chất lên đầu mày ta cũng mặc kệ Còn ở đây thì phải dọn Nghe rõ chưa Cãi nhau với mẹ một hồi Cuối cùng chị Nga vẫn phải dọn dẹp phòng ngủ của mình Hai tiếng sau Chị ấy và mẹ chồng tôi Bê xuống một bao rác to tướng Vừa bê mẹ chồng tôi vừa chửi ta đến lạy mày thôi Mày xem cái bao xác của mày Nó có bé không hả Nga Bình thường mà mẹ Cái phòng bé tẹo bằng một bao xác Mày vẫn kêu bình thường nữa thì tao chịu mày rồi đấy Từ lúc đó Chị Nga quay ra ghét tôi Lúc dọn cơm ăn Chị ấy cứ lửa huyết tôi Em cũng giỏi đấy Hải ạ Sao chị nói em như vậy ạ à? Mới về làm dâu được vài ngày Đã có tiếng nói trong cái nhà này rồi Em rất giỏi đấy Chị cứ nói thẳng ra đi cho em dễ hiểu cái chuyện dọn nhà rửa bát chưa là em tính có đúng không à vâng chị đã nghe câu nhà sạch thì mát bát sạch thì ngon cơm chưa tất cả cũng vì sức khỏe của chúng ta thôi mà vì thế mỗi người cố gắng một chút là xong mà chị cái nhà này bao năm vẫn thế có làm sao đâu thế mà vừa về làm dâu cái đã bắt nhà chồng ở thế này thế kia rồi đúng là không phải dạng vừa đâu nhỉ vâng giờ chị muốn nói em thế nào cũng được em nghe hết được chưa Hmm. Chị Nga cứ khó chịu Hết lườm huyết rồi lại chẹp miệng Ủa như thế là tốt cho chị ấy Chứ tôi có được cái gì đâu Mà chị hàn học tôi chứ Khó hiểu thật đấy Chị Nga lười nên con gái của chị ấy Tính giống hệt mẹ Con bé tên Bích năm nay 10 tuổi rồi Nhưng chưa hề biết làm một việc gì luôn Ăn cái kẹo mà còn không biết Vứt vỏ kẹo vào thùng rác Thì mọi người phải hiểu thế nào rồi đấy Tôi vừa dọn đống vỏ kẹo bánh và vỏ cam trên bàn cho nó xong, rồi tôi đi lau nhà. Một lúc sau, khi lau nhà đã sạch sẽ xong, đã thấy nó ăn sữa chua rồi để hộp ở trên bàn. Và sữa chua còn vương vãi trên mặt bàn nữa chứ. Vì muốn cho cháu biết là ăn xong phải vứt rác, nên tôi lại gần và nhẹ nhàng nói: "Bích à, con ăn xong ấy thì rác con phải vứt vào thùng rác, không được để vương vãi ở trên bàn như thế nhé." Nó thản nhiên hỏi tôi: "Sao con phải làm ạ? À? Đó là việc của người lớn mà." Tôi nghe con bé đáp trả Mà giật mình Dù hơi tức nhưng nó là trẻ con mà Trẻ con cần được dạy bảo từ từ Nên tôi vẫn nhẹ nhàng nói Con cũng lớn rồi Biết suy nghĩ rồi Con có thấy rác để ở trên bàn là không sạch sẽ không con Kể cả con đi học Thầy giáo cũng dạy con về vấn đề này mà con Thế nên từ bây giờ con ăn cái gì xong Con phải vứt rác và lau bàn sạch sẽ Con biết chưa Tôi nói có thế thôi Mà nó bù loa lên khóc Con ghét mở con không chơi với mợ nữa thế là mẹ chồng tôi và chị chồng tôi ở ngoài đi vào nhìn tôi như là kẻ thù vậy mẹ chồng tôi vốn chiều cháu như vàng như ngọc bà thấy nó khóc là bà quát tôi luôn mà không cần biết lý do này cô làm gì cháu tôi thế hả tôi còn chưa biết phải nói sao thì chị chồng tôi gắt lên nó còn bé biết cái gì đâu cô đang bắt nạt trẻ con đấy trời ơi thật ra là cô im mồm đi đừng có nói thêm cái gì nữa rồi mẹ chồng tôi kéo con Bích vào phòng nịnh Cháu yêu của bà đừng khóc nữa nhá Bà thương bà thương Nín đi rồi lát hai bà cháu mình sang siêu thị bên kia mua đồ nhá Ở ngoài Chị Nga nhìn tôi khó chịu Chị nói Em ghét chị nên em khó chịu với con chị chứ gì Chị còn lạ cái gì nữa Chị à Con bé 10 tuổi rồi Chị phải dạy nó làm việc đi Chứ ngay việc nhỏ như ăn kẹo xong Bỏ vào thùng xác Mà nó không làm được Thì sau này nó làm được cái gì chứ em im đi em không thấy mình quá đáng à em đang để ý soi mói một đứa trẻ con đấy em ạ à? chị ý cứ như thế thì chị dậy sao nổi nói chứ đó không phải là việc của em em không có quyền nói sống ích kỷ nó vừa thôi không em trai của tôi ấy, nó đá cô ra khỏi nhà đấy tôi điên quá mới gắt lên thế thì phải xem bản lĩnh của em trai chị thế nào đã chứ từ lúc đó mẹ chồng và chị chồng tôi luôn để ý soi mói tôi từng việc nhỏ nhất mà tôi thấy tôi đâu có làm gì sai đâu nói thật là ở nhà đẻ tôi mấy đứa cháu của tôi ngoan phải biết nghe lời lắm bằng tuổi cái bích chúng nó làm được bao nhiêu việc đỡ bố mẹ ông bà rồi chúng nó biết quét nhà cất quần áo dọn đồ chơi và trông em giỏi lắm còn biết ra đầu ngõ mua đồ giúp ông bà đằng này ở nhà chồng thì cái bích không làm được một việc gì luôn đến việc ăn mẹ nó còn phải hầu tận nơi xong chiều như là em bé luôn mà nó còn hay giận dỗi nữa chứ đúng là các cụ nói cấm có sai con hư tại mẹ mà mà thôi dẹp cái vấn đề đó đi nó có mẹ nó lo tôi có lo nó được ngày nào đâu động nói lại mất lòng chị chồng em sâu tôi đi làm bằng con xe sh của chồng tôi còn chồng tôi thì đi con xe cũ của anh từ ngày xưa lúc cưới tôi có hỏi anh là có đổi xe mới không nhưng anh nói xe vẫn đi được nên anh chưa đổi tiền đổi xe thì lúc nào cũng có nhưng anh chưa muốn đổi nên tôi cũng không nói gì nữa Thế mà mẹ chồng tôi với chị chồng tôi lại bảo tôi Khi Hạnh đi làm gần nhà Thì đi con xe quay đi Còn xe SH để thằng Long đi Nó đi làm xa hơn vất vả hơn mà Ủa Không có liên quan gì luôn Và tất nhiên là tôi không đồng ý rồi Tôi nói Ai có xe của người ấy chứ Xa gần đâu có liên quan ạ à? Thế là mẹ chồng tôi và chị chồng tôi Nói tôi không thương chồng vất vả Mà kỳ thật đấy Tôi thương chồng tôi Thế ai thương tôi đây? Không những thế, mẹ chồng tôi còn sang hàng xóm để nói xấu tôi nữa. Nhưng tính tôi tự tin lắm. Ai nói sau lưng tôi không bận tâm đâu. Tôi cứ sống ngay thẳng, không cảm thấy hổ thẹn với ai là được. Cưới được 6 tháng, chưa thấy tôi có bầu. Mẹ chồng tôi lại nói ra nói vào. Hạnh vẫn chưa có gì à? Dạ, xưa mẹ. Khéo điếc rồi đấy. Đi khám người ta bảo thế nào? Dạ, bác sĩ nói vợ chồng con bình thường. Mới cưới 6 tháng mà mẹ 6 tháng chưa có gì rồi Cô điếc ấy, tôi lấy vợ mới cho thằng Long Tôi chỉ cười cho qua Chứ mẹ chồng tôi đã nói vậy rồi Tôi cũng không còn gì để nói nữa Mọi chuyện cứ vậy Thì tôi không nói làm gì Nhưng tới lúc tôi biết con bé Bích thường xuyên lấy trộm tiền của tôi Thì tôi và chị Nga Cãi nhau một trận kịch liệt Đợt này tôi hay bị mất tiền lặt vặt Lúc thì 100 Lúc thì 200 Mà lúc thì 500 Chiều đi làm về, tôi mua mấy cân cam, trả tiền cho người bán cam tờ 500, họ trả lại 250 ngàn. Tiện tay tôi đút vào túi quần rồi đi về luôn. Về nhà, tôi để tiền ở trên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, tôi lại đi nấu cơm nên không để ý tới tiền nữa. Tới khi ăn tối dọn dẹp xong, tôi mới lên phòng, tôi nhớ ra tiền. Tôi mới nhìn lên bàn, không thấy tiền đâu cả. Chồng tôi thì anh đang nằm chơi game, tôi mới hỏi chồng anh có cất hộ em tiền ở trên bàn không ạ? Không, anh có cất đâu. Ơ, ờ, thế đâu rồi nhỉ? Em tìm lại xem, cho em để ở đâu nhưng mà quên đấy. Tôi tìm mãi nhưng không thấy. Lạ thật, cái nhà này có ma xấu à? Mấy ngày sau, tôi lại bị mất tiền kiểu như vậy tiếp. Bị mất vài lần nên tôi bắt đầu để ý. Và tôi thấy mẹ con chị Nga là đáng nghi nhất. Thế rồi tôi bắt đầu bẫy để bắt kẻ trộm. Lần này đi làm về, tôi để hai trăm ở trên bàn rồi lấy quần áo đi tắm nhưng vào nhà tắm tôi xả nước để đó chứ tôi không tắm tôi đứng ở trong nhà tắm nhìn qua khe cửa để dình bắt trộm đúng như tôi nghĩ tầm mấy phút sau ký bích đã xuất hiện nó cầm tờ hai trăm ngàn của tôi và chạy về phòng vậy là rõ rồi tôi đi ra mà đi theo nó ký bích mang tiền về đưa mẹ đây tiền đây chị nga cầm tiền cất vào túi giỏi lắm Mai mẹ mua kẹo cho Tôi vào nhìn chị Nga và cười Chị cần tiền Sao không nói với em Lại để cái bích nó xuống lấy tiền của em thế chị Chị Nga giật mình Ngại quay mặt đi Nhưng riêng cái bích Nó không hề biết ngại gì cả Nó vẫn thản nhiên ngồi mở điện thoại ra Xem tiktok Mặt không chút cảm xúc nào luôn Chị Nga vẫn cãi Em nói linh tinh cái gì đấy Ai lấy tiền của em chứ <laughs> Em bị mất vặt rất nhiều lần rồi Không phải là một lần đâu chị và lần này em tận mắt nhìn thấy luôn Có cần em phải quay video lại Để cho chị xem không Sao chị có thể dạy con bé đi ăn trộm như vậy chứ Chị có biết chị làm mẹ như thế Là làm hỏng cuộc đời của nó không hả chị Thế là chị Nga gào lên Và cho rằng tôi vu khống cho chị ấy Chị còn lấy tờ 200 ngàn ra Và nói đó là tiền của chị ấy Phải công nhận Về độ ăn vả Thì hai mẹ con nhà chị ấy Lúc nào cũng là nhất luôn Xong lại thêm mẹ chồng tôi bên chị ấy Và cho rằng cái bích không bao giờ biết đi ăn trộm tiền cả cãi nhau một trận kịch liệt ầm nhà ầm cửa luôn cuối cùng là tôi lắp camera ngay trong phòng tôi từ đó tình trạng mất tiền mới chấm dứt sang tới tháng thứ bảy tôi bắt đầu có thai tôi ngén nên khá là mệt mỏi và hay bị nôn bầu bì đã mệt mỏi rồi xong mẹ chồng với chị chồng suốt ngày để ý nên tôi chán lắm ngồi ăn cơm ngửi thấy mùi thịt là tôi buồn nôn nên tôi chỉ ăn cơm với rau Chị chồng tôi bảo Ăn rau thế thì làm gì có chất cho em bé Cố ăn thịt vào đi Mẹ chồng tôi nhìn tôi chép miệng Ăn thịt vào đi Đừng có để cháu tôi thiếu chất Làm trò thấy gớm Ngày trước đó, tôi chữa thằng Long và con Nga Thịt còn chẳng có mà ăn ấy. Nghĩ tôi thịt mà thèm giỏ cả dãi ra Bây giờ anh chị đầy đủ rồi Đi làm trò đấy à Tôi nhẹ nhàng nói Con sợ thịt lắm Hết ba tháng ngén rồi con ăn Mẹ đừng nói thế, tội nghiệp con. Chị Nga bĩu môi nói. Đúng là tiểu thư mà. Thôi, mẹ đừng nói em nó nữa. Không em nó lại tự ái bây giờ. Chồng tôi mới bênh tôi. Vợ con ngén mà. Mẹ với chị nói hơi quá đáng rồi đấy. Chồng tôi lên tiếng, thì mẹ chồng với chị chồng tôi mới không nói gì nữa. Những ngày tôi bầu bì mệt mỏi cũng đã qua. Tôi đã mang thai được 6 tháng rồi. Tôi, chị chồng và mẹ chồng vốn dĩ không ưa gì nhau ngay từ đầu nên tôi cũng đã quen rồi thế nhưng càng ngày chị chồng tôi càng quá đáng khiến tôi không thể ngờ được tôi mệt nên tôi nghỉ làm từ tháng thứ bảy và tôi sang nhà ngoại tôi ở một tháng vì ở nhà ngoại có mẹ tôi chăm tôi nên tôi không thấy mệt mỏi nữa nhưng khi tôi vừa sang nhà ngoại dưỡng thai được vài hôm thì ở nhà chị chồng tôi đã tìm cách phá vợ chồng tôi mấy ngày nay chị nga thường xuyên rủ một người bạn tới nhà ăn cơm Chị ấy tên Hồng, 35 tuổi, đã ly hôn. Con lớn rồi nên chị Hồng rảnh lắm. Chỉ cần chị Nga gọi là chị Hồng tới luôn. Mà chị Hồng cũng thoải mái lắm. Lần nào tới cũng mua nhiều quà biếu nên rất được lòng mọi người. Chị Hồng và Nga mua đồ về nấu nướng ở dưới bếp. Long đi làm về, liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, bạn chị Nga lại tới nhà mình ăn cơm hả mẹ? Ừ, nó rảnh mà con. Vâng. Mà tính nó được lắm con ạ. À. Chỉ tiếc là... Tiếc gì vậy mẹ? Giá mà cái hạnh tính được như nó thì tốt quá. Chỉ tiếc là cái hạnh nó ngang quá, mẹ không bảo nổi. Long im lặng không nói gì, mẹ anh lại nói thêm. Cái hạnh nó ngang bướng, mẹ sợ ở sau này con khổ với nó đấy Long ạ. À? Long thở dài nói, mẹ lo xa quá rồi đấy. Mẹ nói thật mà con, mẹ sợ ở sau này con khổ với cái hạnh ý. Thôi thôi, mẹ nói linh tinh rồi đấy ở dưới nhà chị Hồng nói chuyện với nga em dâu bà đâu rồi nó về nhà ngoại rồi về dưỡng thai trời ơi em dâu của bà cứ làm như mình nói mang thai ấy. thì đấy nó tiểu thư chảnh chó lắm nói chung là tôi thấy ngứa mắt với nó lắm nó về nó càng lâu càng tốt tôi đỡ phải bực mình nghe vẻ chị chồng với cả em dâu không hợp nhau lắm nhỉ cả nhà tôi ghét nó chứ nhưng vì nó đang mang thai nên chúng tôi mới phải để yên như vậy đó bà ồ thì ra là vậy long mới tắm xong anh đi xuống dưới nhà hỏi chị nga chị nga có thấy cái áo ba lỗ màu xanh của em ở đâu không chị không thấy long lại lên phòng tìm lại chị hồng nhìn theo long rồi trầm trồ nhìn body của long đẹp thế nhìn cuốn thế chị nga chẹp miệng gì đấy bà để mắt tới em trai tôi đấy à chị hồng cười được thế thì bà có đồng ý không chị nga suy nghĩ một lúc rồi nói được ngồi ăn tối nhưng chị hồng cứ nhìn long không rời mắt tới nỗi chị nga phải hỏi này bà ăn đi sao có nhìn thằng em tôi mãi thế chị hồng gãi đầu rồi cười à à tôi ăn đây ăn đi hay là nhìn nó đủ no rồi chị hồng cười ngại ngại long thấy ngại quá anh ăn nhanh chóng rồi đứng dậy đi lên phòng chị hồng còn nhìn theo long tới khi không nhìn thấy nữa mới thôi Chị Nga thấy vậy liền chẹp miệng nói Mày mê trai hơn tao nghĩ đấy Nhưng mà nó có vợ rồi Nếu mà đánh bật được vợ của nó Thì thằng Long là của mày đấy Thật chứ? Thật mà Thế là từ lúc đó Chị Hồng xác định luôn mục tiêu của mình Đó là tiếp cận Long Mới đầu chị Hồng mua quà biếu Để lấy lòng mẹ Long Chị gái Long Rồi chị ý mua đồ tặng Long Nhìn đống quà để trên bàn Chị Nga giật mình Cái gì mà nhiều thế hả Hồng? à tao mua ít đồ biếu mọi người ấy mà mày xem có ưng không trời ơi sao mày mua nhiều thế hả toàn đồ hiệu đấy thích chưa chị nga bị lóa mắt nên giờ chị hồng muốn làm gì mà trả được đẹp quá hồng ạ à. tao cảm ơn mày nhiều nhé cảm ơn con bạn tốt ơn huệ gì chứ còn đây là đồ tao mua cho long mày đưa cho long hộ tao với nhé được để tao đưa cho thôi đó long đi làm về chị nga gọi long vào và đưa cho long túi đồ mới đầu long từ chối em không nhận đâu chị trả chị hồng giúp em nhé ơ ờ, mà từ từ nghe chị nói đã gì hả chị chị bảo này chị biết mày đang nghĩ gì nhưng mày hãy suy nghĩ lại đi Khi hồng nó ly hôn rồi và nó biết điều lắm với lại nó rất thích mày đấy nó không bắt mày phải bỏ vợ hay gì đâu không được vợ mày đang bầu bì mà đang bí bách thì hãy coi cái hồng như là chỗ mày xả đi có mất gì đâu Mới đầu anh từ chối Nhưng mẹ anh và chị gái anh tác động nhiều quá Cộng thêm ánh mắt là lơi mời gọi của Hồng Cuối cùng Long đã không từ chối được sự cám dỗ đó Và Long đã ngã vào lòng của chị Hồng Một tuần liền Không thấy Long sang thăm tôi Tuần trước cứ hai ngày Anh sang thăm tôi một lần Thế mà giờ cả tuần không thấy anh sang Tôi gọi điện Thế anh nói là anh bận không sang được Mới đầu tôi tin Nên tôi không nghĩ gì Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy lạ long có nhiều thay đổi khiến tôi nghi ngờ long sang thăm tôi thấy anh đi xe máy mới đeo đồng hồ xịn đã thấy lại xịt nước hoa thơm nước tóc vuốt cao bóng lộn tôi mới ngạc nhiên hỏi anh đổi xe lúc nào thế anh mới đổi hôm chủ nhật đấy tự dưng tôi thấy hơi buồn nên tôi xị cái mặt xuống thế mà chả nói gì với em chuyện nhỏ ấy mà em em nghĩ linh tinh làm gì cho nó mệt là vợ chồng với nhau nên em làm gì cũng nói với anh trước đó chúng ta là vợ chồng mà vợ chồng thì phải cùng nhau san sẻ tất cả mọi chuyện chứ anh long quay ra nịnh tôi anh xin lỗi em đừng có giận anh nữa sau này làm cái gì anh sẽ nói với em tại lần này anh quên đấy em đừng giận anh nhé vâng đàn ông có bồ bao giờ cũng lạnh nhạt với vợ mà linh cảm của người phụ nữ luôn chuẩn xác nên chỉ vài ngày sau tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm và tôi bắt đầu để mắt tới chồng tôi Tôi vác cái bụng bầu 8 tháng để đánh ghen một trận tơi bời Từ lúc Long và chị Hồng chính thức cặp kè với nhau Thì chị Hồng không tới nhà Long nữa Mà Long sẽ là người tới nhà chị Hồng Chị Hồng đã ly hôn Nên cuộc sống của chị khá là thoải mái Ngoài đàn ông thì chị không thiếu gì cả Không nói thì chắc các chị cũng hiểu Cái cảm giác mình bầu bí Sắp tới tháng đẻ Thì chồng nó đi ngoại tình Thì cảm giác nó phê tới mức nào Sau đó mình lại tìm hiểu và biết thêm nhân tình của chồng Lại là bạn thân của chị chồng Và chị chồng thường xuyên dẫn bạn tới nhà Và vun vén cho em trai Trong khi đó em sâu bụng mang dạ chửa Và đang ở nhà bà ngoại Chiều thứ bảy tôi gọi điện cho chồng Alo anh đây Chiều nhà làm cơm Anh đi làm về sang luôn đây nhé Long bắt đầu lươn lẹo Thế à Để anh xem có đỡ đau đầu không nhá Rồi anh sang Anh đau đầu quá em ạ Anh bị đau đầu à anh uống thuốc chưa Anh vừa uống xong Thôi nhá Anh đang bận chút việc Chiều đỡ anh sang Còn nếu không đỡ Thì để bữa khác anh sang nhá Vâng Tôi thở dài Cất cái điện thoại đi Chắc lại lấy lý do đau đầu Để không sang với mình đấy mà Bữa tối cả nhà ngồi ăn cơm Mẹ tôi hỏi Thằng Long bận cái gì Mà không sang ăn cơm thế hả con Anh ấy bị đau đầu mẹ ạ Thế à Dạo này nó ít sang thế Chắc nó bận lắm nhỉ Tôi thừa biết Long lấy lý do đau đầu để không sang Chứ bình thường đau đầu Anh uống viên thuốc là khỏi ngay mà Lần này anh chắc chắn Là đang bận hú hí với bà Hồng đó rồi Tôi thở dài ăn no bụng Lấy sức để nghĩ xem Cách bem thằng chồng khốn nạn Và con đĩ nhân tình già kia Ăn xong tôi lấy điện thoại Gọi cho mẹ chồng hỏi dò Cô bảo gì thế Mẹ ăn cơm chưa ạ Tôi ăn rồi anh Long nhà con có ở đó không mẹ Ừ ờ, Nó sang nhà cô ăn cơm rồi mà Nó có ở nhà đâu Thế ạ à? Tại con chưa thấy anh ấy sang nên con gọi hỏi Anh ấy đi lâu chưa mẹ Nó đi từ lúc 7 giờ rồi Thế là không trượt đi đâu được rồi Người chồng khốn nạn của tôi Đang ở bên bà Hồng kia rồi Tôi liền gọi cho con Loan bạn thân của tôi Bảo nói chở tôi đi tìm chồng Con Loan phóng xe tới cổng Rồi gọi tôi Vừa thấy tôi nó đã ẩm ý cả lên Nhanh lên Tao điên lắm rồi đấy Lát nữa tao phải táng nát cái mặt nó ra Mày đang bầu bì thế này Cứ để đó tao xử nó cho Mày cứ bình tĩnh đã Nhỡ thằng khốn đó không ở nhà bà ấy thì sao Thế thì cầu mong cho lão ấy Không có mặt ở đấy Chứ không á Lão và bà kia xác định chết với tao nhé Khốn nạn Vợ bầu bí sắp đẻ Mà chồng đi ngoại tình Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn mà Cái Loan nhạy cảm như thế Bởi chồng nó cũng đã từng phản bội mẹ con nó nên giờ nghe tới chuyện ngoại tình Mà nó cứ nhảy dựng lên như vậy đấy Tôi chấn tĩnh nó để nó bớt nóng lại Mày cứ bình tĩnh đã Nóng vội là hỏng việc đấy Hỏng cứt đi Tao để sẵn cái can dầu ăn với bột ớt ở trong cốc xe rồi Tao cho bà ta biết thế nào là cướp chồng người khác Rồi nó chở tôi Đến thẳng nhà bà Hồng Tôi với Loan vừa tới cổng nhà bà Hồng Đã thấy xe máy của Long ở đấy rồi Còn Loan giết lên Thằng khốn kiếp này Mày chết bà mày với tao nhé tôi là vợ long nhưng tôi không tức giận tới mức phát rổ phát dại như con loan nó xách can dầu ăn vào để ở góc sân rồi tôi với nó đi vào mà bà hồng hôm nay còn không khóa cửa loan ơi tao bảo cái này Bà bảo cái gì và táng chết chúng nó đi cho tao ý tao bảo là mày thử nghĩ xem bà ấy không đóng cổng có khi nào là bà ấy bẫy tao với mày không bẫy cái gì vào đập nó đi cứ như kế hoạch thôi mày giữ chân lão long còn tao xử bà hồng thế là con loan hùng hổ đi vào tôi bụng to ỉ ạch theo sau hai đứa xông thẳng vào nhà bà hồng thì thấy bà hồng đang đứng bóp vai cho long còn long thì ngồi ở ghế thế mà tôi còn tưởng họ đang nằm với nhau cơ màn đánh ghen này lại không vui rồi thế tôi với loan xuất hiện long giật mình cúi mặt xuống còn bà hồng thì bình tĩnh hỏi hai đứa có việc gì thế con loan giết lên chúng tôi đến để xử bà chứ làm gì nữa cô nói năng cái kiểu gì thế hả anh nói hàm hồ vừa thôi Long vội đứng lên giải thích với tôi Vợ à Mọi chuyện không như vợ nghĩ đâu Anh và chị Hồng đang bàn công chuyện đó em ạ à. Kiên Loan gắt lên Bàn công chuyện gì hả Anh bớt diễn trò đi anh Long ạ à. Theo kế hoạch Thì tôi giả vờ đau bụng Rồi ngồi xuống Teo bụng nhăn nhó Anh ơi Bụng em đau quá Long thấy tôi đau bụng Thì anh cuống lên Vợ đau bụng á Sao lại đau bụng thế Hay là vợ đau đẻ rồi Em cũng không biết nữa Nhưng mà em đau quá rồi Thì anh đưa em đi viện nhé Vâng Long vội vã bế tôi đi Bà Hồng ngơ ngác đi ra Thì loan chặn lại Con đĩ già này Mày định chuồn đi đâu hả Đúng lại đó cho tao Bà Hồng tính bỏ chạy Nhưng bị Loan túm tóc đánh cho một trận tơi tả Con Loan thì hung hăng như con điên ấy. Nó xé đổ bà Hồng ra Nó đổ cả can dầu ăn vào người May cho bà Hồng là có hai bà hàng xóm Đi tập thể dục qua thấy bà hồng kêu gào ở sân mới chạy vào can ngăn nên bà hồng mới thoát cái loan chửi một trận xong nó phủi tay đi về long đưa tôi tới bệnh viện thì tôi cười bảo anh ơi em hết đau rồi lạ thế nhỉ hết đau rồi hả em sao kỳ vậy chứ vâng em cũng không biết đã tới đây rồi anh đưa vợ vào khám luôn nhé long đỡ tôi vào khám bác sĩ khám xong rồi bảo chưa đẻ được đâu tầm một tháng nữa mới đẻ được nhé long lo lắng hỏi bác sĩ vừa nãy vợ em bị đau bụng đó bác sĩ bác sĩ kiểm tra hộ em xem vợ của em có làm sao không ạ thì bây giờ bụng của vợ anh to rồi mà không tránh được đâu thì thẳng sẽ bị đau bụng đấy anh chị cứ về nhà đi có dấu hiệu gì thì tới khám luôn nhé vâng cảm ơn bác sĩ tôi nằm đó nghe mà phì cười cứ tưởng sau khi ăn đòn tơi tả nhục nhã như vậy thì chị hồng sẽ không dám ve vãn chồng tôi nữa mà lúc đó chuyện vỡ lở Long đã thề thốt hứa hẹn Sẽ không bao giờ tái phạm nữa Tôi vì thương con Nên đã bỏ qua hết cho Long Thế nhưng khi tôi mới sinh con xong Còn đang nằm cữ chưa được một tháng Tôi lại phát hiện Long và bà Hồng tiếp tục qua lại với nhau Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó nữa Tôi đã gọi điện cho bố mẹ đẻ của tôi Sang đón mẹ con tôi về bên nhà ngoại luôn Ngay sau đó Tôi làm thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất Long có qua nhà tôi giải thích xin lỗi các kiểu Nhưng tôi và bố mẹ tôi không đồng ý Mẹ chồng tôi và chị Nga vốn ghét tôi từ trước rồi Nên thấy tôi bỏ về nhà ngoài Họ lại mừng quá Trong khi Long đang lo lắng Tìm cách hàn gắn với vợ Thì chị Nga lại tìm cách chia rẽ Để mọi chuyện càng khó có thể hàn gắn Long ơi chị bảo này Chị bảo gì em Con Hạnh đã quyết định ly hôn này em Vâng Em không biết phải làm sao đây này nó nga ngược như vậy thì em ly hôn đi tiếc cái gì chị à nhưng em vẫn còn thương mẹ con nó lắm chị nga gạt luôn đi thôi đi bỏ đi em ạ à. đời còn dài gái còn nhiều không có đứa này thì lấy đứa khác sao phải tiếc một người như nó chứ nhưng em là người sai mà chị chả sao hết mà con hồng bạn chị cũng được mà nó lại giàu nữa em lấy nó sướng như tiên ý long không nói gì nữa mấy hôm sau Long đã đồng ý ly hôn với vợ Ly hôn chồng xong Tôi ở nhà chăm con Từ lúc con được 6 tháng Thì để mẹ tôi trông cháu Rồi tôi ra quán làm lại Thời gian qua đi Dần dần tôi cũng không còn buồn về người chồng phản bội đó nữa Ly hôn xong Là chị Hồng dọn về nhà Long Ở luôn như vợ chồng Mặc dù chưa cưới xin gì Chị Hồng nhiều tiền thật Nhưng chị lại lười giống như chị Nga Nên chị biết ăn rồi bày bừa sau đó Chứ không biết dọn dẹp Mẹ Long ở nhà dọn cả ngày không hết việc Còn con gái và con sâu hờ Thì chỉ biết ăn với bầy bừa ra Thời gian đầu bà còn cố gắng chịu Càng về sau Bà càng cảm thấy mệt mỏi Cái lưng thì bị đau Nên bà bắt đầu cáo gắt Và bà bắt đầu than thở với con gái Nga ơi ta bảo đây Chị Nga nằm ăn bánh Và vứt vỏ luôn xuống sàn nhà Mẹ chị bực quá gắt lên Mẹ lại bắt đầu rồi đấy Ăn được thì phải làm được chứ Ơ. Ờ, Mẹ gắt gì với con đấy Ta là mẹ mày chứ không phải là ô xin của mày nhá Vứt rác vào thùng đi Không có ai hầu mãi được Mẹ không làm thì thôi Ai bắt mẹ làm đâu Mẹ gắt gỏng cái gì chứ Tao ngứa mắt đấy Từ bây giờ nhá Tự dọn dẹp đi Đừng để tao phải nhắc nữa Chị Nga và mẹ cứ nói qua nói lại vấn đề dọn nhà Chị Nga thì lời nó ăn vào máu rồi Nên dù mẹ chị có nói mãi Thì chị vẫn không thể nào chăm được Nên càng ngày Mẹ chị càng khó chịu bực mình Đã thế lại thêm đứa con sâu hờ Lười cũng không kém cạnh nữa Mẹ chị Nga nói chị ấy không được Bà chửi chị Nga cũng không nghe Mà một người dọn Bốn người bày Thì làm sao mà dọn xuể chứ Nên bà bực quá không thèm dọn nữa Bà cũng chả nấu cơm nước gì nữa luôn Cứ đến giờ ăn là bà ra quán cơm của bà bạn già Ăn xong bà về Rồi chui tọt vào trong phòng Đóng cửa lại Mặc cho con gái với con sâu hờ Muốn làm gì thì làm Muốn bày cái gì thì bày Bà không thèm quan tâm nữa Chị Nga ngủ trương xác tới 10 giờ mới dậy Đi xuống nhà bếp lạnh tanh không có gì ăn Chị mới gọi Mẹ ơi mẹ không nấu cơm à Ở trong phòng mẹ chị nghe thấy Nhưng giả vờ ngủ không trả lời Chị Nga lại mở tủ lạnh ra Cũng không thấy có cái gì cả Trời ơi sao không có gì ăn được vậy chứ Chị Hồng ở trên gác đi xuống lầm bẩm Nga ơi Ta vấp phải bao rác của nhà mày Tí tao ngã đấy Đi thì phải nhìn đường chứ Thôi để rác ở đó bao lâu rồi có sao đâu Đẩy bao rồi mày không mang vứt đi Để đó làm cái gì bốc mùi lắm Để đó lát nữa mẹ tao vứt Mà mẹ làm gì mà không thấy đi chợ nấu cơm thế nhỉ Mẹ chị Nga ở trong phòng đi ra nói Từ bây giờ tôi không nấu hầu anh chị nữa đâu Các chị ở nhà chơi dài ra Thì các chị tự đi chợ mà nấu cơm nấu nước đi Tự nấu ăn tự dọn nhà cửa đi Không tối chồng các chị về Lại không có cái gì ăn đâu Thế mẹ bận làm gì mà mẹ không nấu Tôi bị đau lưng tôi phải kiêng Các chị tự làm đi Bà nói xong bà ra quán bạn già chơi luôn Con gái và con sâu hờ Bắt đầu tị nhau Nga mày đi chợ nấu cơm đi Tao chịu thôi Tao có nấu ăn bao giờ đâu Bây giờ mà nấu sợ là không nuốt nổi ý. Hay mày đi đi Chị Hồng nhảy ngược lên Tao không nấu đâu Tao không nấu mày cũng không nấu Thế giờ tính sao đây Sau một hồi tranh luận Nga và Hồng quyết định gọi đồ ăn sẵn Chứ hai người lười giống hệt nhau Nên không có ai chịu làm cả Gọi đồ ăn sẵn là cách tốt nhất mà Từ hôm đó Ngày nào cũng cơm hộp Tối Long đi làm về Nhìn thấy mấy hộp cơm trên bàn Mà anh ngao ngán Trời ơi lại cơm hộp Ông anh rể thở dài Không biết hai chị em ở nhà làm cái gì Mà không thấy nấu cơm bao giờ cả Suốt ngày cơm hộp thế này Em thèm một bữa cơm gia đình thế thẻ mất canh chua mẹ nấu thế anh cũng thế ăn cơm hộp kiểu này á khó chịu lắm hay lát anh em mình bỏ hai chị em xem sao nhé vâng ngồi ăn tối long liền nêu ý kiến từ ngày mai chị nga với chị hồng nấu cơm đi chứ cứ ăn cơm hộp thế này á thì không ngon đâu anh rể cũng nói theo đúng đấy nấu cơm ăn bao giờ cũng ngon và đảm bảo hơn mà chị nga vênh mặt lên hai ông đi mà bảo mẹ ấy. Chứ chị em tôi có nấu cơm bao giờ đâu Rồi nấu không ngon thì lại chê Thì mới đầu nấu không ngon Dần dần sẽ ngon mà Cả chị Nga và chị Hồng cùng đồng thanh Chịu rồi Thế là những ngày sau đó Là những ngày mà cơm hộp triển miên Long chán tới mức đi làm về Anh tạt vào quán ăn phở hoặc cháo cho xong Rồi anh mới về nhà Còn ông anh rể thì thường xuyên lấy cớ Về thăm bố mẹ và ăn cơm ở bên nhà bố mẹ luôn Thế nhưng chị Nga và chị Hồng vẫn không hề có ý định học nấu ăn để tự nấu cơm cho chồng con gì cả. Chị thấy gọi cơm hộp vừa nhanh lại vừa nhàn. Từ ngày ly hôn, mỗi tháng Long tới thăm con có một lần. Tối nay Long tới nhà tôi, đúng lúc cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm, còn con bé con đang ngồi chơi đồ chơi ở giữa nhà. Tôi không thèm nói gì cả. Còn bố mẹ tôi thì ông bà khá là thoải mái, ông gọi Long. Long ăn cơm chưa? Long nhìn mọi người ăn cơm. Thì mắt anh ta cứ đảo nhìn con chưa ạ à? thế lên ăn cùng đi rồi bố mẹ tôi quay sang nhìn tôi con hạnh lấy cho thằng long cái bát đi con không đi đâu ăn được thì đi lấy bát mà ăn con không hầu ơ ờ, hay long vội nói thôi con lấy cũng được mà long đi lấy bát và ngồi vào ăn nay mẹ nấu nhiều món ngon thế tôi bĩu môi nói nhà tôi lúc nào chả thế không như nhà anh đâu bố tôi liền nói thôi ăn đi ăn xong hãng nói thằng long ăn đi long ngồi ăn ngon lành anh ta ăn liên tiếp ba bát cơm đầy rồi lại ăn cả bát canh to như kiểu là anh ta sắp chết đói đến nơi rồi vậy anh ta cứ luôn miệng khen ngon quá xá luôn cơm mẹ nấu lúc nào cũng là tuyệt vời nhất tôi liền chẹp miệng thế ở nhà không có ai nấu cơm cho anh ăn sao nhìn anh ăn ý tôi tưởng là anh sắp bị chết đói đấy long vừa ăn vừa ngồm ngoàm nói có ai nấu cơm đâu Suốt ngày ăn cơm hộp Anh ngán tận đỉnh đầu rồi đấy Đáng đời anh Thế bà vợ mới của anh đâu Hồng á Cô cũng không biết nấu ăn đâu Giống y chị Nga luôn Nên anh và ông anh rể sắp chịu không nổi nữa rồi Tôi nhìn Long và biểu dài môi nói Thế cho vừa lòng mấy người đi Ngu thì chết chứ bệnh tật gì Nhìn Long ăn như người bị bỏ đói bao lâu rồi ấy. Tôi lắc đầu nói Ăn từ từ kéo chết nghẹn ra đấy Rồi nhà tôi lại mang vạ Mẹ tôi liền nói tôi Con bé này đừng có nói nữa Để nó ăn cho nó thoải mái Long cứ ăn thoải mái đi Còn nhiều cơm lắm con ạ à. Vâng Long vừa ăn vừa nói Cơm bắn cả vào mặt tôi phát tởm lên Anh ăn vừa vừa thôi Chứ cơm bắn cả vào mặt tôi rồi đây này Khiếp quá đi mất Mẹ tôi liền kéo tôi lên nhà Thôi con lên nhà đi Kệ nó đi Con cứ cảm giảm thế Sao nó ăn được chứ Anh ta ăn hết cả cơm chó nhà mình rồi đó mẹ Mẹ còn sợ anh ta không ăn được gì sao Thôi, mày nói bé bé cái mồm thôi Lát mẹ đi mua cơm sang cho chó là được chứ gì Đấy Bố mẹ tôi vẫn luôn dễ tính như vậy đấy Bảo sao anh ta cứ được đà Dẫn uống vô tư như ở nhà mình vậy chứ Bố tôi ngồi gọt dưa hấu Cho anh ta tráng miệng Tôi mới tức chứ Ăn dưa đi, ngọt lắm đấy con Long cầm miếng dưa xúc động rơi nước mắt Bố không giận con à Giận cái gì Con đã phản bội con gái bố ấy. Có giận chứ nhưng thôi chuyện qua rồi giờ sống sao cho nó vui vẻ cho con cún không cảm thấy buồn là được giờ con có người khác rồi con hạnh nó cũng sẽ đi lấy chồng nên chuyện gì cho qua được thì cho qua con ạ à. long rơm rớm nước mắt là con sai thật rồi bố à giờ con có ân hận cũng không thể quay lại được nữa phải không bố ừ không thể quay lại được đâu con nên hai đứa cố gắng sống hòa thuận để cho con cún nó có một cuộc sống tốt nhất nhé duyên vợ chồng hết rồi thì còn duyên con cái với nhau thôi con ạ. À. Long khóc thành tiếng trước mắt bố vợ cũ. Bố tôi thở dài rồi lại khuyên nhủ Long vì ông tốt tính quá nên Long lại càng cảm thấy ân hận. Long đi làm về thấy trên bàn mới bắt bún bảo huế mà chị Hồng vừa gọi ship. Long thở dài và đi lên phòng. Chị Hồng đang nằm buôn điện thoại thấy Long về chị liền tắt máy ngay và chạy ra ôm cổ Long. Anh yêu anh yêu về rồi đấy à? Long đẩy chị Hồng ra. Nóng Bỏ ra đi anh còn đi tắm Chị Hồng nháy mắt Tắm chung nha Lâu rồi anh không kỳ lưng cho em Long thở dài nói Thôi thôi anh đang mệt đây Không còn sức mà kỳ lưng cho em đâu Chị Hồng xị mặt ra Anh không thương em à Giờ này em thấy anh khác thế Long không nói gì Đi thẳng vào trong nhà tắm Chị Hồng đi theo vào Nhưng Long đã chốt cửa Chị Hồng không vào được nên cứ đứng hậm hực Anh ấy bị sao vậy nhỉ Long tắm xong đi xuống nhà Thấy chị Hồng và chị Nga đã chở sẵn ở bàn ăn Anh yêu sẽ ăn bún đi Long lại nhìn bát bún trương phảnh lên Anh cao mày nói Hai người nhà chơi xong mà không nấu cơm đi hả Ngày nào cũng cơm hàng cháo chợ thế này Thì ai mà chịu được chứ Chị Nga gắt lên Có đồ ăn là tốt rồi lại còn bày trò Đầy người còn không có mà ăn kia kìa Đấy chị ăn hết đi Ăn hết đi Chị Hồng liền gàn Thôi hai chị em đừng to tiếng với nhau nữa, chuyện bé cứ xé ra to làm cái gì? Long bực quá, bỏ ra ngoài cổng ngồi hút thuốc. Chị nga cứ hậm hực khó chịu. cái thằng này càng ngày càng xấu tính, bực mình thế, cả lão chồng chết tiệt của mình nữa, dạo này cứ lấy cớ về bên nhà thăm bố mẹ suốt, không hiểu là kiểu gì luôn. Mẹ chị nga tắm xong, bà đi ra nói mỉa. hai chị không nấu cơm, nên chúng nó mới khó chịu vậy đấy. có trách ý, thì trách bản thân hai chị lười quá thôi chứ đừng có trách bọn nó nhìn cái bắt bún trương phành lên ai mà nuốt nổi chị nga liền vẫy mẹ gian bún đi mẹ thở hai bắt liền đi mẹ ạ tôi trả thèm rồi bà ra cổng rủ long con trai đi ăn cơm với mẹ đi cơm ngon cũng không tệ đâu con ạ à. long gật đầu rồi đi ăn cơm cùng với mẹ chị nga với chị hồng vừa ăn bún vừa thở dài cái nhà này bị ma ám hay sao ấy giết rồi không có ai ngồi ăn với ai là sao vậy chứ Dạo này Long thường xuyên tới thăm con, trước một tháng một lần, rồi thì hai lần một tháng, và giờ là mỗi tuần một lần. Đi làm về, thấy Long ngồi lù lùa trong nhà, tôi lại lên máu điên. "Này, sao anh lại tới nữa hả? Anh tới thăm con mà em. Trước anh nói là một tháng một lần, sao bây giờ lại thành một tuần một lần thế hả? Anh bị rảnh quá à?" Long gật đầu. "Thì anh rảnh mà. Em cho anh tới thăm con bé nhá, không anh nhớ con lắm." Nhớ cái gì mà nhớ, tôi thấy anh phiền quá rồi đấy Bố tôi thấy tôi mắng Long như tát nước vào mặt Ông đỡ lời cho Long Thôi con, thẳng Long nó đến thăm con cún mà Con đừng mắng nó nữa Đã thống nhất là một tháng gặp con bé một lần thôi Cha cho phép anh ta một tuần gặp một lần Long cứ lì mặt ra, không nói đi nói lại câu nào cả Bố tôi đẩy tôi vào nhà Thôi, con vào bếp nấu cơm phụ mẹ con đi Con gái con lứa, tính như bà già rồi đấy bố cứ chứa chấp anh ta đi rồi nhà mình ấy lại mang vạ vào thân đi bố ạ à. sao lại mang vạ chứ con thì mẹ anh ta chị anh ta rồi bà vợ già của anh ta ấy đều là người giữ như hùm beo ấy họ mà biết anh ta tới đây nhiều như vậy họ lại tưởng là con và anh ta gian xíu với nhau là mệt người đấy bố ạ à. long nghe tôi nói vậy anh lập tức nói không không có chuyện đó đâu em ạ à. anh sẽ không để họ làm nhà mình khó xử đâu em tin anh nhé Hừm, cái loại đàn ông nhu nhược như anh ấy Không có lập trường ấy Thì làm được cái trò chống gì chứ Bớt bốc phét đi cho tôi nhờ Mẹ tôi liền ra kéo tôi vào Con Hạnh vào bếp nấu canh đi Nhanh lên mẹ đang dở tay một tí Mẹ cứ từ từ Con chưa nói hết cơ mà Thôi mẹ xin con đấy Con chửi nó vút mặt không kịp rồi Còn tính chửi nữa sao Thôi vào bếp nấu canh đi Nghe tới canh chua Mắt anh ta sáng bừng lên Nay mẹ nấu canh chua hả mẹ ừ con ở lại ăn cơm luôn nhé long vâng ạ rõ to tôi điên quá gào lên mẹ lại bắt đầu rồi đấy cơm đâu mà cho anh ta ăn lắm vậy chứ thôi thôi con ơi thêm bát thêm đũa mà con sao con cứ gay gắt thế nhỉ tôi bực lắm rồi đấy nhìn anh ta bế con cún với ánh mắt hớn hở kiểu sắp được ăn cơm nhà tôi khiến tôi lại càng điên đứng nấu canh mà tôi tức cái lồng ngực đã thế hôm nay anh biết tay tôi nấu canh xong tôi múc hai bát tô một bát tôi đổ cả lọ gia vị vào Rồi thêm ớt cay vào nữa Bát đó tôi sẽ dành cho tên khốn nạn Tham ăn kia Cả nhà ngồi ăn cơm Tôi để bát canh ngon trước mặt bố mẹ tôi Còn bát canh mặn và cay Tôi để ở trước mặt Long Anh ăn đi Bố mẹ tôi nhìn Long tươi cười nói Long ăn đi con, ăn nhiều vào nhá Long hào hứng lắm Anh ta chăn đầy bát canh và uống ửng ực Long khựng lại và quay ra nhìn tôi Tôi nhìn Long đe dọa Đồ mất lịch sự Anh mà nhổ canh ra nhé tôi đánh anh chết đấy Long nhăn nhó Nhưng sợ không dám nhổ ra Nhìn anh ta nhắm mắt nhắm mũi nuốt canh Mà tôi buồn cười Bố tôi thấy Long nhăn nhó mới hỏi Sao thế canh có vấn đề gì à Long khẽ đầu rồi khẽ nói Dạ không ạ à. Thế sao mặt con nhăn nhó thế Dạ không có gì Con khát nước quá con đi uống nước đã Long chạy ra ngoài Uống liền mấy cốc nước lọc mà vẫn thấy khó chịu Uống nước xong, Long đi vào ngồi ăn tiếp. Lúc này cổ họng của anh bỏng rát, nên anh không cảm thấy ngon miệng nữa. Tôi nhìn anh ta bĩu môi. Đáng đời. Long ngác ngoại, mãi không xong bữa cơm, trông anh ta rất khổ sở. Ăn cơm xong, Long lấy tiền đưa cho tôi. Em cầm tiền mua đồ cho con cún nhé. Nhiều thế. Em cầm đi, anh không biết mua gì cho con cả. Đưa tôi hai triệu nuôi con thôi. Còn lại anh mang về lo cho cả gia đình anh đi chứ cái gia đình mới của anh thì không cần lo đâu em ạ à. em cứ cầm hết đi thôi khỏi bà vợ già của anh mà biết đấy là lại mệt người đấy long cứ rúi tiền cho tôi nên tôi cầm được rồi tiền anh đưa tôi tôi sẽ để dành cho con anh cứ yên tâm nhé lúc về long cứ luyến tiếc không muốn về tôi phải đuổi anh ta thì anh ta mới về đấy cái thứ chồng khốn nạn gì đâu ấy chị hồng đi chơi về thấy chị nga đang gọi điện thoại với chồng rất khó chịu alo gì thế sao giờ anh vẫn chưa về anh về bên nhà rồi anh ăn tối ở bên này luôn nhé xanh đi về bên đó mà không thấy anh nói gì với em thế anh đi làm rồi về bên này luôn mà em anh khai thật đi anh sang đó để hú hí với con nào hả em điên à anh sang chơi với bố mẹ mà em đang nghi quá rồi đấy hay để anh đưa máy cho mẹ nghe nhé để em yên tâm nhé thôi không cần đâu chị nga tắt máy rồi nhăn nhó trước cả tháng lão không về thăm nhà một lần Thế mà dạo này một tuần lão về đó hai lần liền Không lẽ lão có bồ thật ư Chị Hồng gật đầu đồng tình với Nga Rất có thể lão chồng mày có bồ đấy Mày phải cẩn thận Kéo mất chồng như chơi nhá Thế tao phải làm sao hả mày Dình tóm rồi đánh con nhân tình kia một trận Thế là xong Chị Nga tức lồng lộn lên Tao mà tóm được con đĩ đó Nó tan xác với tao luôn Khốn kiếp thật đấy Chị Nga với chị Hồng Nói qua nói lại một lúc chị hồng mới nhớ ra ơ ờ, sao long vẫn chưa về nhỉ Chắc đã qua thăm con nó đấy lại thăm con thăm gì mà thăm suốt thế ta đâu có biết đâu mà đi mà hỏi nói long ở ngoài bước vào nói long đây chị hồng liền đổi giọng ngay chồng yêu đã về rồi em chờ chồng yêu mãi rồi chúng ta đi ăn phở đi chồng thôi dẹp đi tôi no rồi long lên phòng và đi tắm ở dưới nhà Chị Hồng và Nga cứ đoán giả đoán non mãi Ngày hôm sau Long còn đang ngủ chưa dậy Chị Hồng cho quần áo vào máy giặt Thì nhặt được phiếu lương của Long Ồ lương cao phết nhỉ Chị Hồng vừa gọi Long dậy Anh yêu ơi dậy đi làm đi Không muộn đấy Long nhăn chán nói Nay chủ nhật mà Ơ thế à em quên mất Long mở mắt ra hỏi Mấy giờ rồi 16 rưỡi thôi mà anh Anh ngủ thêm đi Thôi anh sẽ đi có việc luôn đây tí thì quên mất chờ long thay quần áo xong chị hồng lập tức chìa tay ra tiền đâu đưa em đi tiền gì chứ tiền lương của anh chứ còn gì à tiền lương anh có việc hết rồi mẹ em đầy tiền rồi cần gì cái tiền lương của anh chứ có cần đấy đưa cho em nhanh lên long gãi đầu không biết nói sao cả vì tiền lương anh đưa cho vợ cũ hết rồi còn đâu thấy long thái độ mập mờ chị hồng nghi ngờ bắt đầu gặn hỏi long Tiền lương của anh đâu hết rồi hả Long Anh tiêu hết rồi 15 triệu Anh tiêu gì mà trong một ngày đã hết vậy Nếu tiêu rồi thì hóa đơn đâu Đưa cho em xem Hóa đơn làm gì Em cần tiền làm cái gì chứ Đó là trách nhiệm của anh Đi làm kiếm tiền nuôi vợ mà Anh đừng có nói Cần hay không cần ở đây Ai mà lại chê tiền chứ Chị Hồng hỏi nhiều Làm Long buột miệng nói ra Anh đưa cho Hạnh hết rồi Mắt chị Hồng trợn trừng lên Cái gì cơ anh đưa cho Hạnh rồi Tiền lương anh đi làm về Anh đưa cho vợ cũ Anh bị ngáo ở Long Ừ thì đưa cho cô ấy Để cô ấy nuôi con chứ Anh khai thật đi Có phải dạo này Anh ăn cơm ở bên đó có đúng không Ừ đúng Chị Hồng gào um lên Anh xanh làm như thế hả Có gì đâu mà em ở Mỹ lên thế Ở nhà em không nấu cơm Nên anh đói Anh thèm cơm Anh sang đó ăn nhờ thôi <laughs> Sang đó ăn nhờ rồi anh và nó làm gì nhau ở đó hả Làm gì Hạnh giữ như cọp cái Cô đều đánh anh ấy chứ Đánh nhau ở trên giường chứ gì Trời ơi tôi phát điên mất Em điên thật rồi Hạnh không dễ dãi như em nghĩ đâu Em vớ vẩn quá đấy À thế hóa ra Nó mà dễ dãi lại ngủ với nó luôn ở đó có đúng không Điên rồi Điên cái gì mà điên Tôi nói đúng chứ Anh cãi không được đúng không Bao lâu nay anh vẫn nói dối tôi để qua lại tòm tem với vợ cũ Em bớt điên đi có được không hả Chuyện bé cứ xé ra to Âm âm nhà cửa lên làm gì Chị Hồng điên quá giơ tay lên Tát bốp vào mặt Long một phát rất đau Long tức quá giơ tay lên Định tát chị Hồng Thế là chị được đà gào ầm nhà cửa lên Chị Nga mới đi lên quát Chúng mày có thôi đi không hả Mới sáng ra đã gào âm nhà âm cửa lên thế Chúng mày không cho ai ngủ à Chị Hồng được đà gào ôm um lên Mẹ lại mà xem đi này Em trai của mày đi làm được bao nhiêu tiền Đưa hết cho vợ cũ rồi Rốt cuộc ấy tao là cái gì của nó chứ Tao là cái gì Chị Nga cau mày nhìn Long hỏi Thật là Long Long thừa nhận Ừ Trời ơi cái thằng điên này nữa Đồ óc của mày có vấn đề hả Tiền lương lại mang cho vợ cũ Thế rốt cuộc mày coi cái hồng là cái gì đây Mày tỉnh táo lại đi Long Cái hồng mới chính là gia đình của mày đấy Long thở dài rồi nói Hai người thử nghĩ mà xem Có cái nhà nào như cái nhà này không hả Đi làm về cơm không có mà ăn Thế này thì có giống gia đình không? Không giống gia đình thì là cái gì chứ? Gia đình là nơi chúng ta đi làm về Chúng ta quay quần bên mâm cơm gia đình Là nơi thoải mái nhất Là nơi ta muốn về nhất Ở căn nhà này nó có giống một gia đình không hả? Nó còn không bằng một căn nhà trọ Long với chị Nga cãi nhau một trận kịch liệt Chị Hồng thì cay cú lắm Chị cho rằng Long và vợ cũ đang gian xíu với nhau Cãi nhau một hồi nảy lửa Long phóng xe đi chị nga và hồng ngồi tức lồng lộn lên chị hồng rít lên còn đĩ hạnh nó dụ dỗ chồng tao tao không tha cho nó đâu mày chắc chắn chưa hả long thừa nhận tất cả rồi lương thì đưa hết cho nó rồi còn thường xuyên ăn cơm ở nhà nó nữa nếu nó mà không dụ long thì long có hồ đồ như vậy không thế giờ mày tính sao tao cay lắm rồi đấy nó sẽ biết tay tao tôi đang cho con ăn cháo cùng với bà ngoại ở cổng thì long lái xe tới tôi bực quá gắt lên Long, đầu óc của anh bị gì vậy hả? Long dừng xe và ra bế con Anh có bị gì đâu Xem nói như thế chứ Vừa tới qua anh ở đây xong Rồi anh lại tới Đỡ óc của anh ý, đúng là không bình thường rồi Anh tới thăm con mà Cơm ngay cái mồm lại Tôi nói anh không nghe mà cứ nhơn nhơn như thế hả? Em lại quát anh rồi đấy Anh được nghỉ nên anh tới thăm con Biến ngay Mẹ tôi liền nói Hạnh, con đừng quát thằng Long nữa không người ta đang nhìn cái kìa ai nhìn mặc kệ người ta con thả mang tiếng phũ còn hơn là để người ta hiểu lầm là có vấn đề gì với chồng cũ đó mẹ thôi thôi con vào nhà đi rồi anh nói con ạ à. vào tới nhà tôi lại chửi long tới tấp anh biến ngay đi anh cứ tới đây nhiều chị gái anh và vợ của anh nó lại tới đây kiếm chuyện với tôi đấy làm ơn biến dùm họ tôi cái anh sẽ bảo vệ em mà <laughs> chờ anh bảo vệ ấy, chắc là tôi chết luôn rồi đấy anh lo cho cái thân của anh đi Tôi nói cho Long một trận ầm nhà luôn, rồi tôi tống cổ anh ta về, vì tôi không muốn gia đình anh ta hiểu lầm gì về tôi nữa. Bây giờ cuộc sống của tôi đang yên ổn, nên tôi không muốn vì anh ta mà cuộc sống của mẹ con tôi bị xáo trộn nữa đâu. Nga và Hồng đang ngồi bàn tính để xử lý vợ cũ của Long thế nào. Thì mẹ chồng chị Nga gọi điện cho chị Nga và nói chồng chị Nga dạo này hay qua lại với con bé hàng xóm cạnh nhà. Bà gọi điện nhắc nhở chị Nga là phải để mắt tới chồng. Không tới lúc mất chồng Lại quay ra trách than bà không nói trước Chị Nga còn chưa hết tức Vụ Long suốt ngày qua lại với vợ cũ Thì nay lại tới chồng chị Qua lại với con bé hàng xóm Ngay lập tức chị gọi điện cho chồng Và yêu cầu anh đúng 30 phút sau Phải có mặt ở nhà Để nói chuyện rõ ràng với chị ấy Đúng nửa tiếng sau Chồng chị Nga đã có mặt ở nhà vừa thấy anh ấy về Chị Nga và chị Hồng tức lồng lên Thằng khốn kia mày vào đây Chồng chị Nga bình thản đi vào Có chuyện gì? Xanh phản bội tôi hả? Cô biết rồi sao? Hừ, anh nghĩ anh qua mặt được tôi hả? Anh lén lút qua lại với con bé đó sau lưng tôi Mà nghĩ tôi không biết sao? Vậy cũng tốt Tôi cũng muốn cô biết Nên mới hớ hênh như thế mà Chị Nga mậm chặt môi lại Anh có ý gì? Nói thẳng luôn nhá Tôi muốn ly hôn với cô rồi Và tôi cũng làm đơn rồi đấy Cô ký đi rồi giải thoát cho nhau đi Chị Nga sốc toàn tập luôn Chị cầm tờ đơn ly hôn trong tay Mà chị không đứng vững nữa Chị Hồng thương chị Nga quá mới gào lên Thằng chó Sao mày khốn nạn vậy hả Bạn ta làm gì sai mà mày đối xử với nó như thế Chồng chị Nga trừng mắt lên quát Không phải việc của cô Câm và cút đi Đừng có lải nhải nhiều Tôi đánh cho thì lại bảo tôi ác Chị Nga và chị Hồng chóng quá Chị Nga không thể ngờ được Một người hiền lành ít nói như chồng của chị lại phản bội chị một cách trắng trợn công khai như vậy. Chị Nga khóc nước lên, miệng lắp bắp. Việc này anh tính toán cả rồi ư? Ừ. Tại sao chứ? Em làm gì sai chứ? Cô sai lẻ lẻ như thế mà cô còn không biết mình sai ở đâu sao? Em không biết, em sai ở đâu chứ? Cô không nhìn thấy cái sai của mình, vậy tôi nói cho cô biết nhé. Thứ nhất, cô quá vô tâm, chồng cô muốn gì cô cũng không biết và không quan tâm. Thứ hai, Cô quá lười và bẩn thỉu Cơm không biết nấu Dọn dẹp nhà cửa thì không dọn Cô nhìn nhà cửa xem đi Xem có kinh người không hả Thứ ba Cô sống quá thực dụng Sống nửa đời người rồi Nhưng cô chỉ biết dựa vào người khác Và không hề có ý chí vươn lên Tôi quá chán và thất vọng về cô rồi Nên chúng ta ly hôn đi Chị Nga gạo khóc um cả nhà lên Anh ơi Em xin lỗi anh Em sẽ sửa mà Anh đừng bỏ em mà anh Cô có chết cũng không sửa được đâu Nga Tôi đi làm cả ngày về mệt mỏi Về nhà chỉ mong được ăn một bữa cơm gia đình Một việc nhỏ như thế thôi Mà cô không làm được Thì cô còn làm được cái việc gì chứ Khó quá bỏ qua đi Tôi mệt mỏi lắm rồi Chồng chị Nga nói xong rồi Anh lên phòng thu dọn quần áo Và về nhà anh ở Chị Nga giữ chồng không được Chị gào khóc sưng cả mắt Chị Hồng thương bạn mà không biết phải làm sao Chị Hồng cũng đang lo sợ Long phản bội chị như vậy Nhưng chị rất lo lắng Chị Hồng gọi điện cho Long hơn chục cuộc Nhưng Long không nghe máy Chị lại càng tức lồng lộn lên Khốn kiếp Anh ta giờ đang hú hí với con đĩ đó đây mà Chị Hồng càng nghĩ Càng không thấy yên tâm Nên chị quyết định đi tìm Long Chị Hồng rủ chị Nga đi cùng Nhưng chị Nga bận níu kéo chồng chị ấy Nên chị không đi cùng chị Hồng được Thế là chị Hồng đánh liều một mình Tôi đang xịt nước rửa sân với cổng nhà Thì chị Hồng phóng xe tới Long đâu? tôi cảm thấy cách hỏi của chị ta không có đầu cô đuôi tôi nghe không có lọt tai tôi không thèm trả lời và tiếp tục rửa sân chị hồng thì tôi bơ chị ta thì chị ấy dừng xe lại và đi vào gần chỗ tôi này cô kia tôi hỏi long đâu ơ ờ, hay nhỉ chồng cô sẽ lại hỏi tôi chồng tôi đến đây thường xuyên mà chẳng lẽ anh ấy ở đâu cô lại không biết có của thì trông có chồng thì giữ chồng của cô cô đi hỏi tôi thế sao kỳ cục vậy vì nó thích qua đây với mẹ con cô, Giờ không hỏi cô thì hỏi ai. Tôi bực quá điên lên, tiện có vỏ nước xịt, tôi xịt thẳng vào mặt chị ta. Mồm chị thối quá đấy, để tôi rửa cho bớt thối đi nhá. Mẹ kiếp thở ra câu nào là thối câu đấy. Chị Hồng sốc quá, lấy tay bịt mồm lại, tôi liền xịt luôn vào mắt của chị ta. Mắt chị bẩn thỉu quá, tôi rửa luôn cho. Chị Hồng loạng choạng, lấy tay bịt mặt lại và ngồi xuống. Tôi thấy chơi kiểu này không đẹp nên tôi ném vòi nước sang một bên và nói giờ chị muốn gì thích gì hay chị thích đánh nhau với tôi chị hồng đứng dậy hung hăng nói con đĩ đã ly hôn rồi sao mày còn dụ dỗ chồng tao hả ồ bằng chứng đâu chị đang vu khống tôi đấy tao không cần bằng chứng cũng đủ biết chúng mày lén lút sau lưng tao nhé con đĩ lăng loàn đừng nói nhiều thích đánh nhau thì bơi vào đi bà già khốn kiếp mày chỉ ai là bà già thế hả con kia tôi chửi bà đấy già rồi mà còn đĩ thỏa điêu ngoa bà nghe rõ chưa bà hồng tức quá lao vào đánh tôi mới ác chứ nhưng bà ấy tuổi gì mà đòi đánh với tôi tôi đấm thẳng vào mặt của bà ấy một phát khiến cho bà ấy ngã bật ra sau rồi tôi lại lao lên đè lên người bà ấy và đấm liên tiếp vào mặt của bà ấy khi bà già chết tiệt này chết đi bà hồng bị tôi đấm cho veo mồm lên không cứu nổi thì cứ kêu ạc ạc như người bị sặc nước vậy mẹ tôi ở trong nhà chạy ra thì tôi đang đấm bà Hồng thì mẹ tôi hoảng quá gọi bố tôi um lên rồi hai ông bà chạy ra lôi tôi dậy nên bà Hồng mới thoát chết bà Hồng bò dậy chạy ra ngoài kêu ẩm lên sau vụ ẩu đả tôi và bà Hồng bị lôi lên công an phường để giải quyết và cả hai đều bị phạt tiền như nhau bà Hồng ức lắm vừa bị đánh lại vừa bị phạt tiền nhưng là do bà ấy ngu bà ấy kêu cứu nên bà ấy cũng bị phạt luôn là do bà ấy chứ không phải là do ai đâu nên bà ấy không than thở được nữa rồi lặng lẽ đi về nhà. Giải quyết xong, Long theo tôi về, tôi đuổi luôn. Anh biến theo chị ta về đi, đừng có mà theo tôi, không tôi đánh chết đấy. Để anh đưa em về nhá, rồi anh về nhà anh có được không? Không được, anh không thấy là vì sự ngu dốt của anh ấy, mà tôi với chị ta mới ra đông nỗi này sao? Anh vẫn chưa tỉnh ngộ hả? Long thở dài buồn bã, nhưng mà tôi gắt lên, không nhưng gì hết. Anh biến về đi, đừng để mọi chuyện rắc rối thêm nữa, anh hiểu chưa hả? Long cứ đi theo tôi về tới tận cổng, lúc này tôi tức quá không chịu nổi nữa rồi. Tôi thấy xô nước rửa tay rửa chân của bố tôi để ở góc sân, tôi mới đi lại bê xô nước hất thẳng vào mặt của Long khiến anh ta sững sờ. Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi hả? Anh cứ bán cho tôi làm cái gì để bây giờ hậu quả thế này anh vừa lòng chưa? Long đứng im, anh ta khẽ đưa tay vuốt nước trên mặt, nhìn cái vẻ buồn bã của anh ta. Tôi lại càng điên hơn Anh im lặng như vậy là có ý gì Long thở dài rồi nói Anh không biết phải làm sao cả Thế nhưng thật sự Anh rất nhớ em và con Đồ điên Chúng ta ly hôn rồi Anh cũng có vợ sẽ anh Long ạ à. Nhưng anh không yêu Hồng Và bọn anh cũng chưa cưới mà Em có thể Tôi liền lao lại tát cho Long hai phát Anh tỉnh táo chứ hả Nói cho anh biết nhé Bát nước hất đi rồi sẽ không lấy lại được nữa đâu Nên anh đừng có mà ảo tưởng nữa Chúng ta hết duyên rồi anh ạ à. Anh rất nhớ con và em Em có thể vì con mà tha thứ cho anh được không Thế tôi hỏi anh nhé Tắm xong rồi anh có mặc lại quần xịp cũ không Anh không Đúng rồi tôi cũng vậy Giờ thì anh hiểu chưa Long vẫn cố năn nỉ Nhưng cứ năn nỉ câu nào tôi lại đấm vào mặt của anh ta một phát Long biết là không có hy vọng Nên lặng lẽ ra về tôi biết tôi làm vậy là con gái tôi sẽ thiệt thòi lắm vì đó sẽ không có bố ở bên cạnh nhưng tôi không thể quay lại với long được bởi tôi biết một người lập trường không vững như anh ta thì dù có quay lại cũng sẽ không có gì đảm bảo chắc chắn là sau này anh ta sẽ không phản bội tôi nữa vì vậy tôi quyết định vừa làm mẹ vừa làm bố của con tôi luôn tôi chắc chắn rằng một mình tôi sẽ nuôi con tôi thật tốt để nó không phải chịu thiệt thòi bất cứ một cái gì cả long trở về nhà thấy hồng đang dọn quần áo vừa dọn cô ta vừa lẩm bẩm chửi khốn nạn thật tôi sẽ đi khỏi cái nhà này để cho anh tự do thoải mái long cũng kể không níu kéo hồng anh ngồi hút thuốc hồng dọn đồ xong kéo vali đi xuống nhà mẹ long hỏi đều lần này cô đi tới bao giờ thì về đấy tôi thề là sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa tôi thề đấy cô nhớ giữ lời nhé đi 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 càng xa càng tốt Hồng lườm huyết rồi kéo vali ra khỏi nhà Mẹ Long hỏi Long Thế con không giữ nó lại à Long lắc đầu nói Không, cứ để cô ta đi Đáng lẽ ra con nên chấm dứt với cô ta Từ lâu rồi mới đúng mẹ ạ Giờ mới kết thúc là hơi muộn đó mẹ Ừ, vậy tùy con thôi Mẹ không có ý kiến gì cả Con cứ tự quyết định đi Vâng, mà con Nga đi đâu rồi nhỉ Anh rể đang muốn ly hôn đấy Nên chị ấy đang ở lì bên nhà anh ấy Để níu kéo đấy mẹ ạ hè hey. đấy cứ phải mất đi rồi thì mấy đứa mới biết trân trọng lúc có ở bên thì có coi người ta ra cái gì đâu chứ gia đình long tan đàn xẻ nghé mỗi người một nơi sau đó long đến tìm tôi để níu kéo nhưng tôi vẫn nhất quyết từ chối tôi không biết tương lai sau này sẽ ra sao cả thế nhưng hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt và tôi không cần người đàn ông nào ở bên cạnh mình tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình rồi